Chưa lên anh? Chưa lên luôn hả? Chưa lên được luôn. Nó ăn trù nè. Ăn trù nè. Ngay ngay chỗ đó luôn gì? À, bữa giờ thấy mấy con này mới bắt được. Cũng người ta. Chừng nào mà nổi lên thì rồi mình hốt hàng. Tê nhỉ. Bữa em thấy đúng con này, hai phát anh thầy. Con mà còn nhiều con mà. Nhiều lắm, nó chụp bữa giờ mấy phát rồi. Cần nhỏ xíu à. Gọi đi. Alo. Lao nhà đó đưa bọn vô đây mượn mà cắt chúng hàng tập nó này. Cái tay. Đây. Chấm này, chấm đang dài á. Kịp. Nãy giờ ông dìu nửa tiếng rồi mà không kịp. Ngay vào trong à. Ờ. Nhà đưa bọn tôi to nha. Tao chết. To nhất quá. Lo dìu đến Huy rồi nó chạy ra. Dìu nửa tiếng rồi chưa vô đúng không? Coi cần cong đảo không bạn? Nó cần kìa, cần có cần này mấy mét? 39. Ừ. À vậy bữa giờ nó chụp là chụp em mấy phát rồi? Đúng ngay chỗ xả luôn anh nhờ. Ừ. Hôm qua hôm trước quẩy 2 bãi mình hết hồn đấy. Đúng ảnh luôn. Còn luôn hả? Ừ. Vậy là nó vô bầy. Bữa giờ chụp hụt nhiều rồi nhờ. Ngồi xuống đi hai đứa. Nó hoảng nó phóng ra cần ngắn lắm. Ừ. Vật phát ngoài kia gần ổ à? À. Còn nhiều, bữa giờ em đụng mấy con mà. Cá chập ăn bốn em cỏ này. Ờ cái quá thôi. Ờ cổ con lưới tùm lum. Nói mà không ai tin thấy mới tin đúng không? Anh em mình ngồi câu thấy mới tin chứ không ai tin đâu. Cho ông chạy vô đi. Con này nó lâu mệt thật chứ lì. Mà nó không phóng à. Vậy mới hay. Vậy là cái con mà hôm bữa em trong bờ nó đi lì lì. Vậy là nó luôn á. Đi chậm chậm vậy này. Ừ. Thì cần này cần 39 câu sát bờ. Rồi. 39 có mà. Cái này 39 à? 36, 39. Ừ anh ơi, đừng cong cần, đừng đứng cần quá, cần nổ. Không nhanh vậy đâu, từ từ. Chén này chớp về. Như đang con đi đừng cong đi đừng. Chớp lát à. Tao như đang chắc con đi đừng đặt bên trong này. Không ngắn hả? Đúng không ngắn lưới nhỏ đúng không? Đúng hôm nay biết rồi. Hôm nay là theo em chơi lưới nhỏ hết tơi chụp em lưới nhỏ nhưng mà chụp em nhỏ quá chụp không xấu nó bít nó đi à anh chơi dù rồi đỡ thôi nhờ lên lưới mèo phát thì anh em mình câu đây toàn còn bắt được mấy con nữa. Yên tâm. Bữa giờ ngày nào cũng chụp. Không ngày nào không chụp hết. Nó còn kìa, còn luôn kìa đang cày kìa. Tê. Tầm này cho anh lên YouTube luôn.
Tiếng Anh này. Tê nhớ bạn. Đăng ký lâu rồi. Đập Thanh Hà này. Đập này ở Đức Minh nha, Đức Minh Đắk Nông nha các bạn. Bây giờ đụng nhiều lắm mà hôm nay mới giữ được nó. 3 ngày nay đụng được 6-7 phát gì á. 3 ngày. Ừ. 3 ngày luôn thầy. Về mà đánh lăng xê không anh nha. Tài thật. Anh mua, anh qua ra Tú mua cái gì? Ra Tú mua 03 hả? 03 hay 05? Chắc 05 rồi. Em qua em mua nhỏ nhất 03. Đi theo nó kìa. Nó phóng cái... Giờ cái vợt vô á là cũng phải chờ nó. Chờ nó nổi. Chấm nha các bạn, không biết mấy ký này. Từ từ lên mới biết được. Ừ. Không, em quay để em đăng YouTube mà. Đi ra tí cho nó ra. Rồi nó vô thì mình vô. Rồi anh lên bờ đi. Chứ nước sâu lỡ ra nữa đó. Nó mà vô anh vô theo. Ừ. Cứ dìu đi đừng có cương đó. Nó đã dính cỡ đó rồi, cỡ nào nó cũng mệt thôi. Mà mình cũng mệt nữa. Mua quay thịt mẹ luôn, mệt chứ nữa. Mấy xương cũng không mệt quá ơi. Chuyện nó rung lên. Rung lên. Con này nó mắc sao mà nó không chúi á. Mà chấm nó đi nổi mà nhờ. Chép á. Con chép của em hôm qua mẹ nó chúi ác. Ừ. Vừa nãy nhà em nhìn thấy cái thân à. Hồi nãy mày câu đâu? Bên đây hả? Đó, đây này. Ừ. Thôi. Tiệp nay được, mấy anh này hôm nay được nghỉ hè rồi. Nay là đóng đô ở đây luôn rồi. Đóng đô ở chỗ dưới cầu á. Đóng đô trong mưa. Thầy, đóng đô dưới cầu á. Ồ, nó hết cáo rồi. Anh mà bắt không bắt hồi thằng Văn nó bắt chứ. Thằng Văn nó vô giờ á. Anh chắc vợt đây này. Vợt tới nha các bạn. Vợt mà gọi từ ở nhà mà chạy vô đây kịp luôn nha các bạn. Nãy giờ dìu nửa tiếng rồi á. Từ lúc mình vô giờ là dìu 10 phút rồi. Em vô em thấy ông này kỳ kỳ, tự dưng sao cứ kỳ kỳ, tưởng vướng. Thôi vô chờ nó đi ăn nửa tiếng nữa rồi bắt. Nửa tiếng nữa mình bắt. Từ từ, không phải bồi đâu, cứ từ từ. Mới về lưỡi cái lụm liền ha. Không. Mới về lưỡi anh mới. Để em quay em cho anh lên YouTube. Vẫn mi có to nhất quan. Có đi, đừng có động nó phóng á. Cứ cho nó mệt đi đã. Vẫn mi có to nhất quan đâu. Anh Huy ơi, em nghĩ con này không phải dính miệng, nó lên nãy giờ rồi. Con này chắc dính bụng. Nó đè á. Chứ dính miệng lên nãy giờ rồi. Dính đời lên có lên ạ. Anh có mạng không lên chim ấy? Không có, ta gọi mét. Quay cho anh ấy. Quay ngang á, quay ngang cho đẹp. Ngang cho nó dễ thấy. Quay ngang đang YouTube được. Vô luôn. Không vô được đâu anh, lưỡi nhỏ mà. Ông chơi lưỡi 0.3 giống em mà. Lưỡi nhỏ cũng chào đó. Nhưng mà hôm nay ông chơi dù. Sao đi. Sướng không? Ủa bữa giờ anh không phải anh đi Sài Gòn à? Anh mới về mà. À mới về. Hồ Thanh Hà, Đức Minh, Đắk Nông nha các bạn. Ba ngày nay đụng phát này là phát thứ 5 anh. Có loại to hơn mà anh lấy cái này. Nọc kẹo cho anh. Được, nó hồi á, con này nó hồi, nó phóng ra. Con này không dính miệng, lên lâu rồi. Đi theo anh ơi, đi theo. Em được đâu, ép bung á, lưỡi nhỏ nữa.
chuyển nhưng còn hôn khỏe lại á. Tao nhìn chính xác không á. Cái vụ hồi đó lửa nhỏ ép nó bung thịt á. Ừ. Dài không? Rồi đi theo anh, lội theo, lội theo. Rồi vô. Từ 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 từ. Xong xong pha này là nó mệt đó. Pha này nó hồi nó chạy cái là nó mệt đó. Rồi đi theo. Rồi chuẩn bị mệt rồi. Không cho nó nằm ngang đi vợt á, chứ nó khỏe mà vợt hụt cũng vậy. Anh nhúng vợt xuống nó phóng. Quay lâu quá hết dung lượng pin luôn. Lôi vô được thì nói làm gì nữa, lôi vô được thì vớt được rồi, ngóc đầu là vớt được rồi. Khùng không lại. Rồi đưa tay lên đầu anh. Đưa tay lên đầu anh Huy ơi. Đưa tay cao cao. Gần mệt rồi đó. Phải thật kia. Xả ổ mấy ngày nay đâu đơn giản đâu. Xả bây giờ em chặt rồi đúng không? Em chặt 3-4 cái rồi. Nó nổi luôn mà. Mà đây như bầy luôn. Nó mà hơi nhóm nhóm lên là anh đưa tay cao đó. Đưa tay cao luôn anh Huy. Đưa cái cần cao cao á. Đúng rồi. Cái đà mà nó đi lên á là anh phải đó, nhấc tay lên em. Đó, rồi đi lên bờ này, đi lên bờ này. Đi vô đây, đi vô đây. Rồi coi cục đá kìa. Nó mà lên được sát bờ là anh Huy đi lùi luôn anh Huy, cho nó bơi nước cạn á, nó không khỏe được nữa. Ừ. Thép anh Huy ạ. Nãy nó dìu đi tới cuối đập, bây giờ nó dìu lại đầu đập này. Mở đầu ra nó chăng này. Từ 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 còn khỏe. Mở đầu đàn đi chăng này. Này còn lâu. Mở đầu đàn đi chăng này. Kết thúc đàn đi hay. Từ từ được 40 phút rồi, chả lẽ không từ được 10 phút nữa. Tiếng rưỡi bình thường. 40 phút rồi em. Em hết dung lượng mấy lần rồi. Nhưng mà về đăng 10 phút thôi chứ. Đăng dài quá ai coi. Đôi thẳng luôn đi. Không, đôi thẳng bứt liên. Phải dìu chân mệt khi muốn đuổi á. Nó phải nằm ngang mới bắt được. Coi bắt cá mà phải làm điếu thuốc cho bình tĩnh à. Anh nghĩ sao mà bắt cá mà gọi người ở nhà vô quay phim được luôn, mà gọi người ở nhà lấy vợt vô vớt được luôn. Thấy ghê không? Là biết bắt lâu cỡ nào đó. Cần cùng nhấp à. Cần vạt gìn vẫn khỏe hơn anh như vậy. Vạt thì an tâm hơn. Cần cong này. Gần bờ nữa vẫn nhấp được đó. Được chứ, hôm giờ đụng mấy phát luôn. Không ăn mua hả? Hả? Có người vợt nó phải sẵn sàng. Khi nào là người câu bảo vợt mới được vợt. Ừ, người câu bảo vợt mới được vợt. Nhưng mà cái này là không có tự động được. Ừ. Có thể cho vô càng vô lên dần dần đi. Chứ là để rồi thì biết khi muốn chân mệt. Phải đi theo hắn đi. Chỉ muốn đuổi mà kẹo phát lên đi. Chuẩn bị ép được rồi đó. Nó mệt rồi đó. Rồi anh cứ đứng trên đây anh chịu đi, đừng xuống.
Nó xuống sâu là chạy nữa. To lắm. 7-8 kg á. Chừng nào nó nổi đầu rồi cho cái đầu nó vô luôn nha anh. Đó, đứng trên đó đi. Đó, nó hồi á. Rồi đi theo nó đi. Hai lưỡi. Nó nuốt luôn. Từ từ anh. Đó, chuẩn bị lên, lùi. Đi lùi. Rồi nó ra kìa, đi theo nó kìa. Đã không? Coi là tê liền. Rồi. Chặt được cái đầu về lâm lầu anh đi. Lâm lầu hả? Rồi gần vô rồi đó. Thấy chưa? Mắc người thấy chưa? Em nói mắc người mà. Chuẩn bị. Anh đứng sẵn đó đi, anh đừng có đi, nó sợ. Từ từ đừng có vớt, anh cho nó nằm rồi vớt. Rồi đúng rồi. Này vô cái đầu nha. Coi giống như nó bơi vô vợt luôn á. Sơn quay đi anh vớt cho. Quay đẹp nha. Quay nhìn trong đây này. Không cần nhìn ngoài. Em quên vớt đi. Kẹp luôn đi. Kẹp luôn cái không hồi nữa. Hình như búng một người đấy. Rồi, thả này vô nè, anh đi qua đây. Đi theo. Cố lên. Nó mà lội là lội theo nó, nuôi ấy, đi theo nó. Có là đôi kia mà tối. Đây, đi lên bờ này. Ủa, băng lên từ lội. Càng ra xấu hơn, càng ghê mảnh nhá. Anh đào vô, anh vô luôn. Vô luôn. Anh đi vô. Mắc gọc. Đang đào vô này. Nó đâu được vô đó. Nó hồi á, con này nó hồi. Nó đi kèo vô tới. Từ từ chưa đó. Rồi nhóng đầu cần cao anh Huy. Nhóng cao nó mới mệt. Rồi. Vô này. Chuẩn bị đó. Phát nữa. Chạy phát nữa là mệt rồi. Rồi chứ. Chưa. Nó phải mệt mới được. Không mệt không được. Thôi chuẩn bị. Đi theo núi ơi. Ủa, né kì... né cho anh chạy. Rồi. Vô luôn, kéo luôn. Rồi, đẹp. Rồi. Quay sao rồi. Rồi. Lên à. Từ bỏ cái đít mà em nó lủng đi. Ok. Quay sao rồi. Con này con hàng 10 á. Dạ. Cái bấy luôn này. Em chưa? Một ngày đến hàng nhé các bạn. Nhiều 40-50 phút á. Đây quay. Này lưới này các bạn. Lưới này. Đó, lưới không ngành đây. Lưới này đứa con cả nên lấy là đủ mệt. Vật cái lục đó. Thì lưới này so với cái miếng đó này. Còn đi chứ bạn thở mấy anh Huy. Không bạn. Quá đẹp. Thành quá. Ôi, lần đầu tiên trong đây. Lên đã. Coi nó tán xỉu anh ơi. Anh dựng cái vây nó lên nó nhìn to hơn. Đừng đứng sát bờ, đứng trong kia kìa. Không, anh bật xuống đây là lấy báo lên đây. Đừng đi. Tuyệt vời không? Tay này. Sơn mày vô mày nằm cái coi, mày nằm kế nó coi. Thật, vô nằm đi. Đây, cô nằm đây, anh chụp tấm hình coi. To nha các bạn. Kinh khủng luôn. Được, lười đánh bạn mà mẹo à. Hả? Dép này, dép 43 này. Đôi cái vị hết. Đôi á, mẹ à. Con hàng mà. Hôm giờ đụng mấy phát rồi á. Sẵn đừng có nói hay vật thôi. Lên đưa về đi anh Huy đây. Đem về luôn. Đưa về cho ông cỏ hắn chết. Đưa về đi. Có vô đường.